lẽ lại bán con này vài chục triệu chứ, chán lắm rồi các bạn. Đấy, đang bán hơn 100 triệu mà vẫn chưa bán được. Thì bây giờ ngày hôm nay thêm một video nữa mang ra thanh lý con xe này nhá. Đấy, ghế điện đấy, 3 chế độ nhớ ghế luôn và sấy sưởi ghế luôn các bạn nhỉ. Kính điện này và ghế điện nhá. Đây các bạn nhìn xe này, ghế điện chỉnh tay mình có thể chỉnh ở cái vị trí này. Đây em quay cho mình xem này. Đây, đấy ghế đi đưa lên này các bạn này, nhìn chưa. Đấy, và đưa xuống này, và có thể lâng lên hạ xuống. Đấy, cái ghế này có thể là ngả nghiêng các kiểu nhá. Đây được chưa, quá xịn sò đúng không ạ. Một con xe sang lúc mới giá trị của nó lên đến cả nhiều tỷ, nói chung là nhiều tỷ lắm các bạn nhá. Đấy, vâng, rất nhiều tỷ. Nhưng bây giờ thì nó đã xuống ở cái mức mà không bằng một cái con Spark taxi đúng không ạ. Đấy, vâng, các bác biết là nếu mà tầm khoảng mấy chục triệu thì làm gì bằng cái con xe gì bây giờ, bằng cái con xe máy đúng không ạ. Thế mà mình mua được con xe sang này rồi các bác nhá. Đấy, chẳng lẽ em lại bán chỉ có vài chục chứ. Vâng, như thế này là em đã lỗ nhiều lắm rồi đấy ạ. Em để con xe này cũng một thời gian rồi, thế nhưng mà tại vì là nó hơi tốn xăng cho nên là mọi người cứ chê nó. Thế là bây giờ đấy ạ, thì thêm một video để em cứ quay lên, ai mua được thì bảo em nhá. Đấy, số tự động này, điều hòa auto này, màn hình giải trí camera lùi, màn hình Android nhá. Đấy, màn hình đời mới luôn rồi các bạn. Và đây rất nhiều những cái phím điều khiển đấy các bạn nhìn này. Đấy, hiện đại lắm. Vâng. Đây, rèm nắng này rồi, cảm biến này rồi, treo móc gầm đây, khóa cửa xi nhan thắng này, ghế này. Đấy, nâng gầm hạ gầm này, đấy, khóa khiển đấy nhá. Vô lăng đây nhá. Lúc kia toàn nằm khắp nơi xung quanh xe luôn, một con Mercedes đấy các bạn. Chứ không phải Mercedes E, chứ không phải Mercedes C đâu các bác nhá, Mercedes S luôn, có cửa sổ trời luôn đấy các bạn này. Đấy, rất nhiều tính năng. Đấy, công nghệ cực kỳ là nhiều, cực kỳ là lắm luôn. Đấy, các bác nhìn xem từ cái phần tắp đến cánh cửa luôn đúng không ạ? Từ cái phần tắp đến cánh cửa các bác nhìn xem nó sang, nó xịn sò như thế nào. Sơn xi cực kỳ căng nhá, và đây các bác nhìn xem. Đấy, thân vỏ rất dày, sơn xi rất căng và thôi rồi, anh để nguyên này kệ em thôi. Đấy, và chiếc xe này với cái chiều dài của nó là hơn 5 mét các bác nhá. Cho nên là như là một cái những chiếc xe mà Rolls-Royce đấy. Đấy các bác nhìn xem nó dài chưa? Rất là dài luôn. Anh đóng cabo cho em xuống hẳn với. Đấy. Na răng đây, lốp dày na răng đúc, phanh đĩa phanh ABS nhá. Hiện tại thì gầm đang cho hạ xuống một tí. Khi muốn nâng thì là mình nâng cao hẳn lên, còn khi mình muốn hạ xuống thì mình hạ hẳn xuống các bác nhá. Đấy, quá hay. Mercedes đấy các bạn. Mercedes đấy, chứ không phải là Mercedes thường đâu. Nó như kiểu Maybach bây giờ đấy các bác. Nó như kiểu Maybach bây giờ. Bây giờ em sẽ mở cửa này ra, em sẽ cho mình thấy. Vâng nhá. Ghế bên đây cũng vậy nhá. Nó là ghế điện luôn các bác nhìn xem. Đấy, lộ thất đây. Nó quá là sang đúng không ạ? Con này mà ai không biết mà ngồi lên nó thì nhầm tưởng, sẽ rất nhiều người sẽ là nhầm tưởng đây là chiếc xe với giá trị lớn tiền tỷ đúng không ạ. Đấy, sẽ nhầm đấy ạ, vì nó sang nó đẹp như thế này cơ mà đúng không ạ. Đây, da xịn đấy các bác nhá. Đây, ghế này được chưa? Và nội thất của xe thì rất là rộng, dài 5 mét cho nên là nội thất nó cực kỳ rộng luôn, mình có để thẳng chân ra thì nó cũng không bị vướng các bác nhá. Và đây có sấy sưởi ghế luôn, 4 ghế đều có sấy sưởi ghế luôn nhá. Và đây, đấy, chỉnh ghế đây các bác này. Đấy, và đây nhá, mình có thể gạt tàn thuốc lá, mình kéo này ra mình gạt tàn thuốc lá cho em nhé. Và đây là kính điện nhé. Đấy, da này da zin cao cấp, da xịn nguyên bản theo xe nhé. Đây, cứ khiên toàn đây. Đấy, thật đẹp chưa, từ những cái răng của nó các bác nhìn xem này, quá ok. Đấy, từ cái bếp cửa, từ cái răng, mọi thứ luôn. Không hiểu làm sao mà bây giờ các bác mình lại không ưa chuộng cái dòng xe này nữa, em cũng không hiểu luôn, không hiểu luôn. Hiện tại thì bên em đang có 2 con này nhé, để một thời gian khá là dài rồi, thế nhưng mà chưa bán được. Ngày hôm nay video này là mang ra thanh lý bằng được thì thôi các bác nhá. Thêm một lần